Hello anh em, nay theo ý các cháu thì bà ngoại sẽ bắt Loli về nuôi dưới tầng hầm. Đầu tiên là về perk, Loli build lúc nào cũng cần hai perk chính. Thứ nhất là agitation, phấn khích. Em Tú sẽ để link ở dưới phần mô tả về phần giải thích. Và perk thứ hai là iron grasp, cú nắm rắn chắc. Đây là perk chung cho tất cả killer. Chức năng của nó là giảm hiệu ứng vùng vẫy, làm mình chệch choạng khi vác survivor đi 75% và tăng thời gian vùng vẫy của survivor thêm 12%. Hai perk này sẽ giúp chúng ta vác survivor xuống hầm nhanh hơn và xa hơn. Tiếp theo là về add-on. Add-on thứ nhất là Waterlogged Shoe, giày sũng nước. Chức năng của nó là tăng tốc độ di chuyển cơ bản của DH từ 4.4 lên 4.6 mét trên giây. Survivor sẽ phải chịu hiệu ứng hindered khi đang đứng trong tầm hoạt động của Phantasm Trap. Tốc độ di chuyển của chúng sẽ bị giảm đi 9%, nhưng bù lại DH không thể di chuyển tới Phantasm Trap. Và add-on thứ hai là Scarred Hand, bàn tay đầy sẹo. Chức năng của nó là Phantasm Trap của DH có thể chặn Survivor lại, không cho chúng nó đi xuyên qua. Chúng ta có thể nhận được thêm 300% Blood Bond cộng thêm ở mục Deviantness. Và bù lại thì DH không thể dịch chuyển tới Phantasm Trap. Kế hoạch là như sau. Bước 1, chúng ta sẽ tận dụng khả năng của add-on Waterlogged Shoe để truy đuổi, làm chậm và down Survivor. Bước 2, tận dụng Agitation Iron Grasp để mang tụi nó xuống hầm Loli một cách dễ dàng. Bước 3, vì lối vào của hầm Loli rất là hẹp, chúng ta sẽ vẽ kín hết bẫy ở hầm Loli. Nếu có các Survivor khác tới cứu thì bẫy sẽ kích hoạt. Nhờ có add-on Scarred Hand mà Survivor sẽ bị chặn lại, không thể tiến sâu vào hầm được. Ngoài ra thì em Tú còn sử dụng Hex Ruin để câu kéo thời gian và Save the Best for Last để có thể táp người liên tục, không cho chúng nó một cơ hội nào có thể lao vào cứu người được. Và ok, giờ bắt đầu thôi. Midwich Elementary School, trường tiểu học Midwich. Một thằng, một thằng, một thằng. Ui, có cái chỗ vào ngoài luôn này, làm mình tốn thời gian chơi nữa. Ủa, mất dấu chân luôn. Tao biết mày ở đây chứ gì. Và với vẫn ba cái trò núp làm sao mà qua mặt được em Tú. Không vào bằng cửa sổ, rất thông minh, rất hay. Cú bảo hiểm của bà ngoại, chết ngay. Thôi xong, giờ cho mày xuống hầm Loli luôn. Tinh. Đinh tinh. Đinh 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 đinh. Đinh đinh đinh. Đinh 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 đinh. Cho mày thành hóa Loli luôn. Quá đơn giản, quá đơn giản. Phong ấn. Em Tú phong ấn. Em Tú bùa ngải. Em Tú Loli. Mẹ mày, giờ phải đặt bẫy thế này. Ok, không đặt được à? Cậu ta nếu đặt được à? What the fuck? Chém hỏi luôn ấy. Ai. Hơi ẩu rồi nha, hơi ẩu rồi nha. Rút máy hơi nhanh nha. Sao? Tổng cộng là bao nhiêu cái bẫy nhỉ? Hai cái, 8 cái rồi, thì 9 cái. 10 cái. Ai. Ta bà ngoại đang đặt bẫy, dám ngồi sửa máy trước mặt thằng David này, láo thật. Ê, thằng nào đấy, thằng nào dám hỗn láo đấy. Con Jujinli biến nhanh để anh Tú điên lên nhá. Đù anh David quần đặc chủng. Ui rồi ôi, con kia tự sát luôn, quá là đau buồn. Phong ấn lại, phong ấn lại. Ai 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 đồng gì? Ai ai ai, đồng qua nha, không được nha, đồng quá nha. Giết. Con này còn bottle time đúng không? Hết chưa, hết thời gian chưa? Ui thế mà vẫn còn á, lâu ấy. What? Đéo quan tâm David luôn, kệ mẹ mày, tao chỉ con mét thôi. Chết ngay.
Rồi, chị Mét là kịch kim. Chị Mét đã thăng thiên. Giờ đến lượt anh David nha. Hai máy đã xong. Vào. Bốp. Cứ vãi yêu thương của bà. Một cái trác ở đây. Một cái ở đây. Ơ, hình như nghe tiếng. À, nghe tiếng ren rất to và rõ. Tiếng ren lao phi nhẹ nhàng. Anh David không muốn hóa thành loli thế là đi xin luôn. Trời ơi, khổ. Khổ. Khổ quá. Dễ thế nhà. Á già, nổ địa chỉ luôn. Đấy, đợi đấy. Bà tụ tới ngay, không phải chờ nha. Cút ngay còn kịp nè. Có dấu chân. Có tiếng rớt. Hello, Sean. Đáp án. Em Tú buồn ngại. Trời ơi, rồi lúc lùa mẹ ác. Thôi vào trong này là chết rồi đấy. Vào trong này là xác định một free hit rồi đấy. Úi dồi ôi. Kiếp. Rồi lúc rồi, xong một đòn. Cái gì? Mẹ ghê đấy. Kịp luôn mẹ ác chứ. Đứng lại nhanh. Qua phòng bên kia luôn à. Trời ơi, rời lúc luôn. Ông Hoàng rời lúc con mẹ nó rồi. Rồi vào phòng này là chết. Tao cho mày kịch kim luôn. Tập ván. Khó thế nhờ. Từ từ á. Khoan. Này thì em Tú mai game liền. Không có một cơ hội nào luôn. Lại chạy ra sân rồi. Thôi vào cái này là chết rồi đấy bạn. Trời ơi. Rời lúc luôn. Ghê vậy. Vào phòng này là chết rồi. Có đấy hát không? Này thì à, xong máy luôn á. Mẹ ngoài ghê đấy. Em Tú khá là nể. Cái gì á? What? Qua được bên kia luôn. Đù. Chị Jujinli nhà mình chiến thật. Chị Jujinli nhà mình chiến thật. Táp ngay. Rồi, hai sao. Cú vải yêu thương của bà ngoại. À đủ, Death Heart à. Death Heart này. Có con mắm kia đi đâu rồi ta. Mày ra nhanh luôn đi, ra xiên cả hai thằng chúng mày luôn đấy. Nhanh. Ui dồi ôi, ở đây à. Em Tú buồn ngãi. Rồi, chết. Xuống đế khát. Cú bảo yếm của bà. Mày chết. Trời ơi, Jujinli đổ máu luôn mấy ác. Chết. À, quên, từ từ. Quay lại. Nhảy đi. Nhảy đi. Cái nhảy không. Nhảy. À em Tú có cách rồi. Bây giờ em Tú giả bộ đi xuống nhà để cho nó nghĩ là mình đi rồi, nó sẽ nhảy. Đấy, thấy không? Nhảy liên.
Ui rồi ôi, không có một cơ hội nào luôn. Anh Jonah cũng không có một tia hy vọng nào luôn. Này thì Jonah chạy hay đấy, nhưng mà chết nha. Quá đơn giản. Chi chi. Midwich Elementary School. Trường tiểu học Midwich. Một thằng. Hai thằng. Anh David nhìn thấy vẻ đần nha. Ba thằng. Jonah. Bù lao bù lưu. Hai trận đều gặp Jonah liền. Hay thiệt sự. Từ từ quá. À đồ. Anh đi biết làm gì thế? Anh chơi đồ hay gì? Từ đã xuống bắt thằng Jonah đã. Hơi cay. Vai hiêu luôn mà xong máy luôn. Trời đất ơi. Hello anh Jonah. Bốp. Từ từ là em Tú phong ấn đã. Em Tú phong ấn. Giờ chạy đi đâu con sâu. Chạy chạy chạy. Ủa, em không. Ép Ovetech. Rồi. Chúng ta đã có một lolly đầu tiên. Cút lên móc ngay. Em Tú phong ấn. Em Tú cắm trại. Ủa cái gì đấy? What the fuck? Ghê vậy. Em Tú bùa ngải. Em Tú sạch sẽ. Quá ghê gớm. Giờ thằng nào mà cứu được cho tiền luôn. Úi trời ơi, có cái đường này đẹp này. Cái đường này thì siêu hẹp luôn này. Giờ chỉ cần đần một cái trát là chặn luôn này. Ui giời ơi. Vừa thấy con Mikaela nhá. Mà mình cứ bình tĩnh đã. Tổng cộng là 9 cái 7 rồi. David David ngố ác. Bị thương rồi mà vẫn muốn cứu ạ. À. Bộp. Hello. Ai 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 đông quá nha, đông quá nha, đông quá nha. Con mét nha, con mét đèn pin nha. Từ từ mọi người đợi xí, em Tú. Không qua xuống đấy, không qua xuống, hên quá. Mày điên à? Gì vậy? Em Tú không ấn. Ai 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 bậy 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 nha, bậy nha, bậy nha, không đèn pin nhé, không đèn pin nhá. Thôi kệ mẹ con phen đi, không ấn đã. Phải phải để con dưới hầm chết đã. Rồi làm gì thì làm. Giờ đấu hai chú được luôn đó thật. Cứu hộ cái. Úi rồi ôi. Cứu thế đéo được. Chặn đầu như chặn cổ thế này. Chết luôn. Chết. Thằng Jonah đã tay luôn. Ngu vậy. Ôi trời ơi. Ai. Cú vỗ của bà ngoại dễ thương. Chết ngay đèn pin của chúng tôi. Bé Lali thứ hai chúng ta đây rồi. Rất tuyệt vời luôn. Lolly. Em Tú rất thích Lolly. Chết ngay. Vậy là bộ sưu tập Lolly của chúng ta đã có hai nạn nhân. Ở kia, fan kia, sao lại giật mau? What the fuck? Đấy. Em Tú mang về hầm, em Tú cho ăn cơm. Chăm sóc kỹ lưỡng. Nhưng mà em đổi lại là em Tú nhận được những sự giật mắc vô tâm. Em Tú buồn quá à.
Rồi xong, Phan đã buông tay, Phan đã ai hai game lận, hai thằng David luôn. Ngồi sửa máy trước mặt ngoài. Quá là bù loa bù lều. Số chạy vào đây thì còn gì là được, còn gì là người nữa. Chết rồi ta con ơi. What? Vãi lên. Kinh vậy. Rồi, đặt vậy luôn. Giờ sao? Ui, sao mình đặt trap rồi mà nó mà chạy qua được? Hơi điều nhá. Đủ, không bị lừa luôn à? Anh David cứng vậy. Thôi, vào chỗ này cũng chết thôi. Vào chỗ này cũng chết. Đấy. Ôi, đèn pin, đèn pin, đèn pin, đèn pin, đèn pin ác, đèn pin ác. Ui giời ơi, ui giời ơi, ui giời ơi. Này thì vào này. Bộ lá bộ liễu nó chết ngay. Thằng David này cái này khá là nâu ăn. Chơi được. Không được ván. Cú vô yêu thương của ngoại. Ui trời ơi, vẫn dead hand kịp được. Phong ấn. Bây giờ mày chạy đi đâu? Hãy David. Phong ấn. Vào. Rồi, chết. Chết. Cú vội ô em của ngoại. Cú what the fuck. Cú vội ô yếm của ngoại. Con này nó đi đâu? Cạch 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 cạch. Đã thấy. Mày giờ mày phải chết thôi. Không được. Khó nhỏ. Ha. Con này nó đi này đúng ngu luôn. Má ước gì được đầu game được chơi nó thì khỏe biết bao. Rồi vào phòng này là ngu luôn. Từ 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 từ. Phòng vẫn lại. Giờ chạy hộ tao cái. Đáp án. Rồi giờ sao? Rồi giờ sao anh? Giờ sao? Để hát. Cú vồ đau đớn. Này thì láo lếu hầm vẫn đang ra, xong vẫn ok nha anh em ơi. Hầm mình hiện giờ hình tại nó có 8 cái 7. What, hai trận đều nhảy được móc một cái hai á. Chó này trời ơi, tôi 4% nhảy móc thôi mà chúng nó vẫn nhảy được liên tục luôn ấy. Trận trước cũng có đứa nhảy mà trận nay cũng có đứa nhảy, ghê thật sự. Bọn này ăn cái gì mà nó hên đấy nhỏ. Có đâm không? Ôi sao không có đâm, thôi toang. chết ngay. Em Tú mẹ đỉnh thật, em Tú cam kinh vãi. Trời ơi, em đâu đi nhảy móc, nhảy phát nữa bạn. Nhảy này. Mày nghĩ 4% mà làm như nhảy phát là ra không bằng hả? Hả? Game dễ vãi lên. Chi chi Garden of Joy. Một thằng da đen ở đây, một thằng leo. Ui Springbird. Ok Springbird. Springbird thì không đét hát thôi. My game double back. Quá đơn giản. Em Tú hay thật sự, em Tú hay thật sự. Em Tú biểu diễn cho mọi người xem một phát my game để đời này. My game. Ôi em Tú nhìn là em Tú biết thằng Leo này dễ my game mà. Nên em Tú nhìn phát là biết được luôn. Không cần phải nói nhiều đâu mà. Quá đơn giản luôn. Không thấy máy nào sửa ta. What the fuck? 4. Không có ai sửa máy trên lầu luôn. À, thấy con nào kia. Con cây.
Ui, hai máy trầm sinh cùng lúc luôn à? Ác vậy. Ui rồi, sửa vừa thôi. Da đen, da đen, da đen, da đen. Đập ván, đập ván. Nó kia. Trời chết. Trời còn click đèn pin mình nữa mới kinh chứ. Tiếp. Ghê thật sự. Giờ sao bạn? Giờ sao? Đẹp hát. Đẹp hát. Ok, đẹp hát. Đẹp hát. Ok, giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục Lolly Build. Bộ sưu tập Lolly 1. Em Tú Trác. Em Tú Bùa Ngải. Em Tú. What? Ai 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 ủ đến hát á ua. Cái gì thế này? Em Tú đang ho mà nhắm nhảy móc à? Mọi người để ý nhá. 3 game liên tục tụi nó tự nhảy móc được luôn. Mà tỷ lệ nhảy móc là 4% thành công thôi. Kinh thật sự luôn ấy. À. Có đâm. À. Không được bán à? Ấy kìa. Sao có bán đấy mà nó không đập nhỉ? Em điên à? Biết đi xì luôn. Đi xì. Ái chà, anh Leo cũng biết vào ấy chứ. Vời, thật sự. Tưởng lại may cơ em. Không được bán, biết ngay. Được bán. Thôi, tao lượn một vòng rồi là mày chết mẹ với tao Leo mà. Cái gì? Khó vậy. Ui, hai máy đã xong. À, khó khó. Ui, thằng này chúa tệ rơi lúc nha. Ông Hoàng rơi lúc. Không được ván luôn. Mẹ mày đỉnh hết. Ta blue lớp 2 đấy. Làm nhớ cái sổ đó mà vào điên à. Sổ lại rơi lúc tiếp. Nhất quyết không đập ván, không đập ván mà. Ui, thật sự. Đập ván. Lại vào kêu lò sách. Chắc là hơi mất thời gian đây. Từ từ em Tú không ấn đã. Đấy. Giờ mày chạy vào kêu lò sách thử ra coi nào. Chạy em thô. Không chạy, chạy luôn. Không ấn luôn. Giờ sao? Giờ sao? Chết. La hét liền. Trời ơi. Càng cua càng nhện lên như điên luôn. Thôi giờ để tiếp tục đi kiểm soát máy thôi. Cái gì cơ, lại cứu nữa, nhanh thế. Chưa nóng đít gì cả. Khó chịu. Nghe thấy tiếng rên của anh rồi, anh chạy đi đâu? Anh xoại đi đâu? Đù, anh rơi lúc luôn. Áp thế. Không ấn liền. Ôi, lại rơi lúc à? Rơi ta. Nhớ sao? Nhớ sao? Đẹp hát. Không đẹp hát. Rồi, cho mày chết luôn. Đâm không? Ok, không có đâm. Quá là easy đi. Leon, kịch kim. Ôi, bốn máy đã xong. Máy cuối cùng. Hơi khó nhỉ. Nhưng mà được cắt có thêm ba máy nè. Dấu chân rất to và rõ nha. Lên lầu.
Ở đâu ta? Không có ai cả. Mẹ trốn ác thật đấy chứ. Tụi này trốn ác. Ghê. Giờ tìm gì như mò kim đáy bể luôn thế. Khó. Làm váy rồi đã. Vẽ bùa vẽ ngải luôn. Khó nhỉ. Tìm đập cái cửa này đã. Đứng trên này có view khá là đẹp nhé. Thôi qua, không biết là nhìn được hai cái máy kia không ta. Cây nhiều quá không thấy được. Ai 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 ai, con nào đang sửa đây, con nào đang sửa đây. Bậy nhá, bậy nhá. Con cây. Rồi, vào góc quá là chết rồi đấy. Cú vả âu yếm của bà. Giờ sao? Ở đâu có 27 bạn ơi. Suy nghĩ kỹ vào. Ok, sao đi xuyên vào được? What? Chấm hỏi, chấm than. Gim cái... À, chắc đứng như trời trồng à. Ra là vậy. Ôi trời, mình bị lừa rồi, mình tưởng không thấy. Chỗ này khó chịu quá nhờ. Ui trời ơi, chặn cửa liền. Thôi, mai game. Chết. Giờ còn thằng già nữa. Ai 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 sửa gắt quá nha, sửa chiến quá nha. Hơi đi bằng ngang. Già trốn đâu mà kỹ thế nhờ, không thấy là không thấy luôn mà. Sao mày đúng không? Không có luôn. Ôi may quá. Gì mà ác chiến dữ vậy bà nội? À, thấy già rồi nha. Ta biết mày vào trò con lắm mà. Rồi, đã thấy. Giờ xác định đi. Xác định đi. Kiếp cái cửa sổ này OP đấy nhờ. OP vãi chưởng. Nó là nhà cửa sổ tiếp rồi. Khó của Nam Cường rồi. Diss mẹ như in phi vậy ấy. Cứ như lúc vô tận luôn ấy. Khó của Nam Cường. Ui ngầu luôn á. Người ta chặn đầu thôi, đơn giản. Ờ, à, nó chạy hướng ngược lại mới ác chứ. Cái thằng này kinh vậy. Khiếp. Mẹ mày chạy ác đấy, con chó này. Con chó già. Đứng lại. Nó dắt mũi mình đúng nhiều lần luôn. Mình em tú cay quá. Ôi đờ mờ thằng già. Ôi đờ mờ mày. Khiếp. Nó còn tranh thủ nó làm nhiệm vụ nó mới ác chứ. Này thì giờ thì chạy đi đâu hả? Ơ kìa, nó cứu, nó cứu luôn cả con kia dậy nữa mới kinh chứ. Chỗ già này mày gây phiền phức cho em tủ hơi nhiều ngang. Đến hát. Ôi trời ơi, vẫn kịp là vẫn kịp. Quê thiệt chứ. Ác quỷ à, ác quỷ à. Ôi trời ơi, cái gì thế này, cái gì thế này. Sao con này là đây? Hai cái của bên kia cơ mà. Nhiều lắm. Ôi trời ơi, mai game liền. Giờ già tính làm gì hả già? Già tính làm gì? Già đừng có bổ láo nhá.
Để qua kiểm tra cổng xem con kia mở chưa đã. Mình hơi nghi là nó mở rồi ấy. Không, kia mở. À, nó hiêu máu, nó ngồi hiêu máu. Ngồi hiêu máu mới ác chứ. Thôi em Tú giờ có kế hoạch là em Tú sẽ bóp thằng già che mắt gần cổng xong cam luôn, khá hợp lý. Không có con cây nó mở cổng bên kia chưa nữa chứ. Chưa mở, chưa mở. Đặt bùa đặt ngải đã. Ép Tú bùa ngải. Ui rồi. Ui rồi. Gắt. Gắt. Giờ sao hả chị ơi? Chị không bao ván hả chị ơi? Đẹp hả? Đẹp hả? No no no, no đẹp hả? Ta vừa thấy thằng già mở, vừa nghe tiếng mở cổng xong nha. Chạy cái gì? Chạy cái gì? Dạ đây. Từ từ đã. Treo con kia trước xong rồi giả tính sau. Và lập lý. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đặt cái bẫy ở đây. Thêm một cái ở đây nữa. Đấy, giờ thằng già mà có đâm thì nó vẫn chặn không cho nó vào được. Tuổi luôn. Nói nhiều. What? What? Ba trận đều có ba thằng tự nhảy móc được. Oh my god. Tụi này mẹ đỉnh thật sự luôn ý. Để thả, để thả, để thả, để thả, để thả, ok, để thả. Từ từ đã, mày đang bên đó, thế tao hỏi hỏi tội mày sau. Giờ tao qua thằng già trước đã. Dạ quay, dạ quay. Dạ quay, quay, đều, quay, đều. Thôi, già kịch kim. Con kia đâu rồi? Em Tú buồn ngủ quá à. Con kia đâu? Giờ khai ra nhanh lên, tại sao mấy thằng như chúng mày nhảy móc liên tục? Khai ra nhanh lên, nhảy khai đi, tại sao nhảy được? Đấy, chặn hai bảy luôn, giờ không có đập ván gì hết đó nha. Rồi, khai đi. Khai đi. Khai đi. Khai 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 đi. Khai đi khai đi khai đi, khai đi. Tại sao chúng mày nhảy móc được? Ui ui quay quay quay. Ui quay 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 quay. Ui quay 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 quay. Rồi, không khai thôi. Có mồm mà không biết sử dụng thì kịch kim. Cây đen sần chính thức kịch kim. Này thì không chia sẻ bí quyết nhảy móc. Này thì bố lão bố lếu. Chết ngay. Quá đơn giản luôn. Chi chi. Chi chi.